Xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Hôm qua bên em mới về con xe lướt 19.000 cây số này anh chị. Đây là Xpander Cross 2022. Màu trắng, một chủ từ đầu đi gia đình, đi 19.000 Oreo zin. Và sơn của con này gần như là zin 100%, gần zin 100% nha anh chị. Cho nên là về mặt đâm đụng, thủy kích, ngập nước, tất cả mọi cái đó là chắc chắn là không có. Bên em cam kết tất cả mọi thứ. Và bên em bán với mức giá là 638 triệu, có giảm giá, có bất lộc cho anh chị. Anh chị quan tâm ghé qua bên em để xem xe nha. Và bên em chính là Mitsubishi Trường Chinh đây anh chị. Đây, và bên em là xe qua sử dụng chính hãng nha anh chị. Anh chị thấy cái dòng đỏ đỏ không? Xe qua sử dụng chính hãng, tức là xe mà qua sử dụng mà để chính hãng á, thì anh chị phải đạt cái tiêu chuẩn của Mitsubishi Việt Nam thì mới được công nhận là xe qua sử dụng chính hãng. Và anh chị sẽ được bảo hành của Mitsubishi Việt Nam luôn. Nó khác với những cái salon bên ngoài. Bởi vậy khi anh chị mua xe bên em, anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và cả pháp lý. Anh chị cực kỳ yên tâm nhé. Đèn vuông nha. Nhưng mà cho anh chị xem cái nội thất nè. Nội thất nó y hệt như con Xpander Premium 2023 luôn. Đây anh chị xem. Đây, giống hệt như cái con Premium 2023 đang bán. Xe Premium 2024 thì nội thất cũng y chang như này luôn. Đây, màn hình y hệt nè, 9 inch cảm ứng nè, Apple CarPlay nè, Android Auto nè. Đấy, vẫn có phanh điện tử nè anh chị. Phần trên này vẫn là da nè anh chị. Rồi vô lăng nó y hệt luôn, có ga tự động nè. Và 19.000. Anh chị xem cái lái nó căng phòng, rất là đẹp ha. Đấy thì anh chị nhìn cái nội thất con này không khác con Premium chút nào luôn. Xe này mà đã sơn zin gần như 100% á thì anh chị yên tâm về mặt chất lượng á. Còn mặt keo chỉ rồi tất cả mọi thứ thì anh chị cứ đến đây kiểm tra. Dẫn thợ thầy hay bạn bè hay ai đó đến đây kiểm tra cũng được, chạy thử thoải mái nhé. Bên em không có kiêng kỵ cái việc chạy thử đâu, chỉ cứ đến đây thoải mái. Xe bên em thì tất cả đều phải trải qua cái quy trình kiểm tra 160 điểm anh chị. Kiểm tra rất là kỹ. Và có chữ ký của kỹ thuật viên hết, có chứng từ hết. Tại vì cái bộ chứng từ đấy là tụi em gửi lên trên nhà máy, để cho nhà máy họ xác nhận được cái xe này nó đạt chuẩn là xe qua sử dụng chính hãng, tiếp đấy tụi em mới rao bán được. Đó là cái điểm khác biệt của bên em. Tại vì nó đạt là xe qua sử dụng chính hãng, cho nên cái giá nó sẽ cao hơn bên ngoài chút xíu, bởi vì nó được bảo hành của hãng mà anh chị. Nên là mua bên em thì hoàn toàn yên tâm ha. Sau này rồi bảo dưỡng và tất cả những hạng mục sau này anh chị yên tâm, có thể ghé đại lý em để xử lý hết. Bên em là đại lý 3S mà. Về ngân hàng thì anh chị trả trước dùm em tầm khoảng 250 nhé, là ta lấy được con xe này. Đấy, xe rất là mới à. Anh chị quan tâm thì liên hệ với em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều.